Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện Sự tích cây nhọ nồi. Ngày xưa ở một làng kia có một cô gái rất xinh. Cô có dáng người mảnh mai, đặc biệt có đôi mắt xanh biếc, dài và nhọn. Cô lại khéo tay, chỉ là quần áo nâu sòng nhưng cô may rất đẹp. Cô làm những chiếc cúc trai tròn nhỏ có những nét chạm khắc tinh vi, mỗi chiếc cúc lấp lánh trên áo như một bông hoa phát sáng. Người ta bảo cô mắt tay, khóm rau nào cô trồng cũng xanh mơn mởn, con gà mái nào cô nuôi cũng đẻ trứng rất sai, những hạt trứng đẹp như những bông hoa cụt. Cô lại sẵn lòng chăm sóc chữa bệnh cho những người đau ốm. Một chút nước muối cô vỗ lên người già, người già lui cơn sốt nóng, một nắm lá đắp cho trẻ em hết cơn sài điện. Một hôm có giặc ở nước láng giềng kéo sang xâm lược, cái làng nhỏ của cô gần biên giới bị giặc tràn qua, chúng chặt phá vườn cây, châm lửa đốt nhà, tàn lửa bay đầy trời như những đám mây đen dữ tợn. Những chiếc khung nhà rực hồng như làm bằng thép nung đỏ. Trai làng ra chặn hết, cô gái cùng với một số bạn bè đưa các cụ già và trẻ em đi lánh giặc. Giặc thì đi qua rồi, một mình cô quay về thu dọn đồ đạc cho xóm làng. Cô đi dập tắt những đám lửa, bới cho than, nhặt nhặt nhạnh những đồ ăn thức uống còn sót lại, bắt nhốt những con lợn, con gà rộng chuồng. Chạy làm, cô làm suốt ngày không nghỉ, đầu tóc áo quần phủ đầy tro than. Trời về chiều, lúc ấy có một quân đoàn của ta, người ngựa kéo đến, tìm đường đuổi theo quân giặc. Chính bọn giặc bị quân ta đánh tan, sống sót vừa chạy đốt phá làng này. Đoàn quân của ta do một vị tướng trẻ tuổi chỉ huy, tướng quân mặc áo đen, cưỡi một con ngựa bóng loáng như một tầm lĩnh. Bội ở vó ngựa bốc lên, trông như ngựa đi trên mây. Tướng quân đầu quấn chiếc khăn xanh màu lá mạ, lông mày đen như hai chiếc mực tỏ đậm nét. Mặt ông vuông, quai hàm bạch da như chiếc góc bánh chưng bẻ lá dừa. Hai hàm răng ông nghiến chặt như đang nghiến mỗi cơn đau ghê gớm. Mà quả vậy, kìa, vai ông xẻ toang một bên, cánh tay trái của ông để trần, một dòng máu chảy dài chê từ trên xuống dưới, và gần vai một mũi tên cắm chặt, chiếc vè lên tên chồng lên như một cái đuôi cá. Thì ra tướng quân vừa bị mũi tên của kẻ thù bắn trúng. Ông mãi đuổi tàn quân giặc nên chưa kịp rút ra. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Sự tích cây nhọ nồi. Đến làng này, tướng quân dừng ngựa, ông cho gọi quan thầy thuốc đến chữa lành vết thương. Quan thầy thuốc là một vị lão y tóc bạc nhưng mắt sáng lạ thường. Lão y đã từng nhiều phen đi chiến trận, đã cứu được rất nhiều vị tướng bị thương. Lão y chăm chăm nhìn vào mũi tên cắm vào bắp thịt tướng quân. Mỗi nhịp thở của tướng quân, máu lại tràn ra xối xả trên cánh tay, máu lại thấm cả những thớ tre và dâng lên đỏ cả nửa cây tên. Lão y nhìn thẳng vào mặt tướng quân, "Thưa tướng quân, nếu tôi có thể chặt cánh tay, tôi đắp lên cánh tay người. Nếu tôi có thể trút cạn dòng máu của tôi sang cơ thể người, tôi không ngần ngại. Còn tên này nếu nhổ ra thì mũi thép sẽ mắc lại, không có cách nào lấy ra được." Lão y cho báo tin khắp làng, ai có thể chữa bệnh vết thương cho tướng quân sẽ được thưởng rất hậu. Quân lính đi gọi khắp làng, không tìm được ai. Tìm mãi chỉ thấy có một cô gái đang dọn dẹp giữa đám tro than, dáng thon thả, khắp người đầy than bụi, mặt mũi đen nhẻm như chát nhọ nhồi, chỉ có hai con mắt xanh biếc và hàng cúc áo trước ngực lấp lánh. Đó chính là cô gái mát tay.
Tướng quân lúc nãy đã quá mệt, mặt mũi ông tái dần, mắt ông nhắm lại, nhưng giọng nói trong như tiếng đàn bầu của cô gái đã làm ông tỉnh giấc. Ông hé mắt, đôi mắt xanh biếc của cô làm ông như thể một bầu trời dịu mát. Có làn gió thổi hiu hiu, quan thầy thuốc già bảo cô gái: "Em có biết quanh đây ai là người giỏi thuốc, xin mách dùm ta." "Thưa lão quan, xóm làng lánh đạn hết, còn mình cháu, xin cho cháu được vào xem thử vết thương của tướng quân." Cô gái vội vàng rửa tay, hai bàn tay được rửa bỗng hiện ra trắng ngần, những ngón tay dài mềm mại. Cô gái vừa đặt tay lên vai thì tướng quân bỗng rùng mình, khắp người mắt rượi, vết đau vừa rồi cháy bỏng và giật đùng đùng, giờ đây dịu hẳn và cơn sốt lồi hẳn đi như oi bức được trận gió nồm thổi qua. Tướng quân từ từ mở mắt và nở một nụ cười, ngón tay cô gái nhẹ nhàng lướt trên bắp vai tướng quân, xoa nhẹ từng ly một, đẩy được mũi tên trồi lên dần dần và thắt một cái, cô đã rút được mũi tên ra khỏi ngạch. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 3 của câu chuyện Sự tích cây nhọ nồi. Tướng quân nghiến răng, nghỉ một cái rên, rồi bỗng thở phào. Sắc mặt ông hồng hào trở lại, bàn tay cô gái áp chặt cho vết thương khép miệng và dòng máu từ từ cầm lại. Tướng quân cảm thấy mình khỏe hẳn. Trên trời vừa tối thì đoàn quân lại lên đường để kịp đuổi giặc. Tướng quân ra đi chỉ còn nhớ cô gái mặt nhỏ nhem, có đôi mắt dài xanh biếc và hàng cúc áo vầng trai như những bông hoa trắng nhỏ. Mọi người quên không hỏi tên cô và dọc đường khi nhắc đến, ai cũng gọi là cô gái nhọ nồi. Mấy năm sau, giặc xâm lược đã bị đánh tan, tướng quân mới có dịp trở lại cái làng nhỏ kia. Tướng quân hỏi thăm cô gái nhưng không ai biết tên cô là gì. Chỉ thấy xóm làng kể rằng có một cô gái mát tay hết lòng chăm sóc cho mọi người đau ốm. Mấy năm qua, giặc nhiều lần qua cái làng vùng biên giới này, cô gái đã cứu chữa nhiều người giữa mũi tên hoàn nạn của giặc. Và trong một lần xông xáo giữa trận tiền, không may cô đã hy sinh. Tướng quân thầm nghĩ đến cô gái chữa vết thương cho mình ngày trước. Bỗng ông ấy, bên bờ rào, ngay trước chân mình, có một cái cây nhỏ độ găng tay. Lá cây của cô xanh biếc, ngọn dài như mắt, như con mắt rất thân thương đang nhìn mình. Mấy chiếc hoa trắng nhỏ xíu như những chiếc khuy chai lấp lánh. Ông bồi hồi đứng hồi lâu, một cụ già nói với tướng quân, đó là cây cỏ nhọ nổi. Lá cây đắp vết thương là cẩm máu ngay tức khắc. Chính cô gái mắt xanh đã ngã xuống nơi này, thưa tướng quân. Và câu chuyện sự tích cây nhọ nồi này đã kết thúc. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.